Một. Báo cáo hiện trường, nguồn gốc vụ cháy là ở phòng bếp tầng 3. Theo như kết cấu kiến trúc của khu phố này thì nhà bếp chắc là ở góc Tây Nam. Có chỗ nào có thể phá dỡ được không? Nơi bốc cháy là một quán lẩu, có một lượng lớn ống khí hóa lỏng. Nếu như phá dỡ có thể sẽ gây ra một vụ nổ liên hoàn. Như vậy thì chúng ta không thể dùng máy hút khói công suất lớn được rồi, chỉ có thể xông vào thôi. Lại là một trận chiến cam go nữa. Diệp Anh, bắt đầu cắt điện. Được. Khải Hằng, dẫn tiểu đội 1 tiến vào bên trong. Trần Đại Tuấn, lấy đồ bảo vệ. Tiểu đoàn 2 bắt đầu dập lửa, lập cách ly đi. Lấy vải ướt đi, bịt chỗ này lại cho tôi. Được, nhanh lên. Wow, đẹp trai quá, lợi hại quá, hay lắm. Đẹp trai quá. Tới lượt các cậu rồi, đừng chỉ nhìn đại thần Baku là tôi thế. Bánh mập, theo tôi tới một nơi. Được, đi đâu vậy anh? Chúng ta đi đâu vậy? Đi tìm bọn họ đòi tiền. Đòi tiền? Đòi tiền gì thế? Tiền của Thiên Thiên Lạc. Thiên Thiên Lạc. Nè, để em làm cho. Không sao, để tôi. Tiền của Thiên Thiên Lạc. Đi thôi, đi. Nào, Khê Thành tới rồi, Khê Thành. Có phải cậu cố tình giao muộn không? Tôi nói các anh nghe, ông chủ Vương này đã nợ tiền hàng của chúng tôi lâu rồi. Ông chủ Vương này cũng keo kiệt quá đó. Cậu xem, nhà bếp nóng như thế này mà còn chẳng lắp quạt điện cho chúng tôi. Tiền lương tháng này cũng đến giờ chưa trả. Chẳng hiểu tháng này có thanh toán luôn không. Tôi ở bên ngoài khiêng đồ vất vả. Các cậu lại ở trong này mở tiệc trà. Ông chủ Vương, chỉ cần bây giờ ông chịu trả số tiền nợ mấy anh em chúng tôi cho tôi, tôi có thể xin lỗi ông ngay lập tức. Nào có cái lý đó chứ. Cậu ảnh hưởng đến trật tự phòng bếp của chúng tôi, phá hoại quy tắc trong tiệm của tôi. Tiền thủy sản tháng này của cậu tôi sẽ không trả một xu nào đâu. Còn nữa, vừa nãy các cậu nói xấu sau lưng tôi. Tôi đã nghe thấy hết cả rồi, ở tiệm của tôi. Sau này nếu ai còn dám nói xấu tôi nữa, sẽ trừ hết tiền lương đấy. Nhanh lên, đừng có dùng cái đó. Chạy mau, nhanh lên. Chạy mau. Đóng cửa vào, đóng cửa vào. Lấy khăn ướt đi, bịt chỗ này lại. Mau tìm đi, nhanh lên. Nhanh lên. Tiểu Từ, qua đây. Bịt lại, mau qua đi. Bịt vào nhanh lên, bên dưới. Bên dưới. Trạm trưởng Ngô, trong quá trình cứu hỏa phát hiện một lượng lớn ống dẫn khí hóa lỏng. Nếu không xử lý kịp thời rất dễ dẫn đến vụ nổ thứ hai. Tôi biết rồi. Tiểu đội trưởng 2, có. Mau đưa người đi xử lý. Rõ. Cứu người đi, cháy rồi. Cứu người đi, theo tôi ra ngoài từ lối này. Tiểu Lý, đây là tầng 3 đấy. Cậu mà rơi xuống sẽ chết chắc cho xem. Phải đó, đây là tầng 3 mà. Ôi, tránh ra, mau tránh ra. Lửa lớn quá. Nếu như mọi người không muốn chết, theo tôi ra ngoài đi. Để tôi đi trước. Đi thôi. Từ từ thôi, cứu tôi với. Cứu mạng.
Cứu mạng. Cậu chờ ở đây đi, tôi sẽ quay lại. Được. Cứu mạng. Ông chủ vườn, sợ tới vậy sao? Chân của tôi rung hết cả lên, tôi đi hết nổi rồi. Được, mọi người chờ tôi một lát đi, tôi sẽ quay lại ngay. Cậu nhanh lên đi. Nào, buộc cái này vào lưng. Mọi người nhảy xuống từ một bên, tôi sẽ đưa mọi người xuống từ bên còn lại. Chân của tôi mềm nhũn cả ra rồi, tôi không dám cử động. Nếu như mọi người không nhảy là sẽ chết thật đấy, có biết chưa hả? Để tôi. Nè, buộc dây thừng vào lưng, buộc cho chặt vào. Nhớ kỹ, nhất định phải nhảy bên này đấy. Nhảy xuống ngược lại là chết chắc đó. Bên này. Được rồi, xuống đây đi. Từ từ thôi. Cậu từ từ thôi. Làm tôi sợ chết rồi này. Nào, thế nào? Tin tôi là không sai phải không? Cảm ơn, cảm ơn. Tránh xa đoàn người, chú ý an toàn. Pháo nước, bắn lên tầng 3, lên tầng 3. Nhanh lên ông chủ vườn, chỉ còn mình ông thôi đấy. Chân của tôi mềm nhũn cả rồi, tôi không dám cử động đâu. Ông chủ vườn, ông còn đợi gì nữa, chỉ còn có mình ông thôi đấy. Tôi không dám nhúc nhích. Đừng có đợi nữa, chỉ còn mình ông thôi đấy. Còn đợi là sẽ mất mạng thật bây giờ. Đi đi. Ông chủ vườn. Tiểu Lý, cậu đừng có đùa với tôi chứ. Cậu mau cho tôi xuống đi. Ông chủ vườn, vừa nãy có một chuyện tôi quên chưa hỏi ông ấy. Số tiền ông nợ các anh em của tôi, định khi nào trả cho tôi? Tôi biết là tôi có lỗi với các cậu rồi. Cậu yên tâm đi, sau khi xuống xong, nhất định sẽ trả đủ tiền lương, không thiếu một xu cho các cậu mà. Hai người đang làm gì đó? Không sao đâu, chúng tôi chỉ đổi chỗ nói chuyện chút thôi mà. Ở yên đó, đừng nhúc nhích. Tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Góc phía tây tòa nhà, nhắc lại. Góc phía tây tòa nhà. Tình hình vô cùng nguy hiểm. Yêu cầu các nhân viên gần đó nhanh chóng qua cứu viện. Hai người mau theo tôi. Kiểm tra mạch đập tim. Được, nói nhớ giữ lời đấy. Đi nào. Ôi trời, ông chủ vương xin lỗi nha, dây thừng không đủ độ dài rồi. Vậy tôi phải làm sao đây? Cậu nói đi. Cứu tôi với. Anh đang làm gì vậy? Có ai cứu người kiểu đó sao? Mau lấy đệm qua đây. Yên tâm, tôi vẫn còn tuyệt chiêu mà. Nhanh lên. Anh điên rồi sao? Ai bảo anh cứu viện kiểu đó? Lỡ xảy ra chuyện gì anh có chịu trách nhiệm nổi không? Có chuyện gì được chứ, không phải ông ấy vẫn yên lành ở đây sao? Phải không ông chủ vương? Mau đưa ông ấy lên xe cứu hộ đi. Nè nè, để tôi cho. Anh đi lo cho bọn họ đi. Cẩn thận. Đi thôi ông chủ vương. Ông chủ vương, có phải ông đã có thể trả tiền mồ hôi công sức cho tôi rồi không? Nhanh lên đi.
Đã được chưa? Cho cậu đấy. Tốt lắm. Cảm ơn nha ông chủ vương. Chúc ông khỏe mạnh an khang vạn sự như ý. Cứu được rồi kìa. Nhiều người quá. Ra rồi kìa, ra rồi kìa. Nè, anh chờ chút. Kiểm tra sức khỏe rồi hãy đi. Tôi không sao đâu, tôi khỏe lắm. Cô xem. Không sao mà. Hay là để tôi cho cô số điện thoại nha. Không cần đâu. Anh đi đi. Đi đi, đi nha. Anh Hùng. Hả? Anh Hùng. Cảnh cứu người vừa nãy tôi đã chụp lại hết rồi. Anh có thể nhận phỏng vấn của tôi được không? Cứu người là chuyện của các nhân viên cứu hỏa mà. Các nhân viên cứu hỏa mới là anh hùng thật sự. Cô nên đi phỏng vấn họ được không? Đi đi. Tôi biết. Tới ngay. Nhưng mà anh cũng đã cứu người mà. Nào. Cảm ơn trạm trưởng. Trạm trưởng, cầm lấy. Lát nữa về đội, phát cho mỗi anh em một bát mì tôm đi. Chuyện nhỏ. Cho mỗi người thêm hai quả trứng nữa. Cảm ơn trạm trưởng. Thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị về đội. Nhiệm vụ đã kết thúc chưa? Anh vừa mới xong việc. Cùng đi ăn đi. Bố tỉnh rồi à? Không phải con nói hôm nay có nhiệm vụ sao? Sao lại về nhà rồi? Lửa đã dập xong rồi. Vừa hay tiện đường nên qua đây thăm bố luôn. Con không bị thương chứ? Không sao. May mà con về đấy. Nếu không, để bố ngủ ngoài sofa cả đêm còn không cảm lạnh nữa à? Vừa nãy bố chợp mắt một lúc rồi ngủ quên luôn. Được rồi, mau về phòng nghỉ đi. Được rồi, được rồi. Con về là bố yên tâm rồi. Thế này đi, con cũng đi tắm rồi ngủ sớm đi. Vất vả cả buổi tối rồi. Con về là bố yên tâm rồi. Bố về phòng ngủ đây. Nhớ nghỉ ngơi sớm đó. Được. Chào mọi người. Đây là video ngắn của Weibo Official Cứu Viện Lam Thiên. Nổi lửa lên nào. Trăng Trăng, hôm nay Trăng Trăng đã tới tiểu khu đường Hạnh Phúc Lý. Ở đường Hạnh Phúc Lý có rất nhiều những quán ăn nhỏ được tái cơ cấu thế này. Không những chưa đạt an toàn vệ sinh, còn có rất nhiều mầm họa hỏa hoạn ở nhà bếp nữa. Hy vọng các cơ quan có liên quan nhanh chóng giải quyết. Đây không phải là người đã giúp mình hôm đó sao? Đừng chụp nữa, đừng chụp nữa. Lấy thẻ nhớ của cô ta đi. Nhanh lên, đưa đi. Các anh làm gì vậy? Buông ra, buông ra. Tôi báo cảnh sát đi. Tôi báo cảnh sát bây giờ. Đưa tôi. Làm gì thế, làm gì thế? Sao lại lôi lôi kéo kéo với phụ nữ thế? Không phải đâu, cậu xem. Cô gái đó đã ghi lại rồi. Cái đó là của tôi. Cãi nhau vì cái này à? Nào, để tôi giúp cho. Đưa tôi. Cậu giúp tôi à? Có chút xíu chuyện này. Được rồi, giờ không có việc gì nữa rồi phải không? Đi thôi, đi thôi. Sao người vừa rồi cứu người lại là anh ta? Cảm ơn anh nha. Cảm ơn tôi làm gì? Có thể trả thẻ nhớ cho tôi rồi chứ. Mắt của phóng viên các cô đúng là gian quá đấy. Này, tôi tên là Hà Trăng Trăng. Còn anh? Lý Khê Thành. Lý Khê Thành.
Đại Tuấn, trạm trưởng, tập thêm mấy lần, không được xuất hiện kiệt sức như lần trước nữa. Chú ý an toàn. Vâng. Trạm trưởng Ngô. Trăng Trăng, trạm trưởng Ngô. Xin chào. Làm phiền anh rồi. Chỗ của tôi mang tới cho anh tư liệu rủi ro về an toàn ở Hạnh Phúc Lý mà tôi điều tra gần đây. Với lại tôi quan sát phía bọn họ, quả thật có vài vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy. Chút dành thời gian đi xem đi. Được đấy, đồng chí Trăng Trăng. Vừa tới đội cứu hộ Lam Thiên, hiệu suất làm việc đã cao như vậy. Không phải tôi học tập theo sếp là anh sao? Còn một chuyện nữa, hôm nay tôi tới muốn tìm hiểu tình hình tái cơ cấu phòng cháy chữa cháy của chúng ta. Lại lại Diệt Băng, trạm trưởng, cô tới vừa đúng lúc. Hiện giờ Trăng Trăng phụ trách tuyên truyền đối ngoại ở trạm ta. Cô ấy muốn tìm hiểu tình hình tái cơ cấu. Hai người làm quen đi, cô giới thiệu cho cô ấy. Tôi còn có buổi họp, tôi đi trước. Được, được, anh yên tâm đi, tạm biệt. Chị, tới sớm thế này làm gì thế? Em chạy tin. Làm sớm không làm muộn mà. Chị thấy em là có ý khác. Chị, em thật sự đến nắm tin. Chị nói em nghe xem. Tái cơ cấu phòng cháy chữa cháy nói đơn giản chính là quá trình đội phòng cháy chữa cháy chuyển từ quân sự hóa chuyên nghiệp hóa. Sau khi tái cơ cấu từ cuối năm ngoái, đã có đồng phục và cờ mới. Nhìn thấy rồi chứ? Chú ý khoảng cách với đất. Nhìn xem. Em là tới lấy tin hay là tới thăm ai đó? Em là tới thăm chị đấy chị. Người anh em, thời gian có thể nhận công tác này sao không có loại dưới 3 tháng? Ôi trời, anh đừng có tính toán nhiều như vậy. Người ta cho nhiều thì coi công ty là nhà mình thôi. Lãnh đạo đúng là cha ruột. Người anh em, vào nghề rồi. Nếu lãnh đạo không thiếu tiền, chúng ta cũng coi là con cháu nhà giàu. Số 16, Lý Khê Thành. Lý Khê Thành. Chị Trương. Lão Triệu, lại mua cái gì thế? Không phải Khê Thành đi phỏng vấn rồi sao? Tôi tới nấu mấy món ngon cho nó, khao nó. Ôi trời, chị xem, đều là thịt thổ gia mới giết, bạn tặng đấy. Ôi lão Triệu, không cần đâu. Anh nói xem, vì chuyện làm việc của thằng nhóc này đã phiền anh lắm rồi. Phiền cái gì chứ? Khê Thành từ bé tôi đã thích nó. Tôi đó, vẫn luôn coi nó như con của mình. Lão Triệu, ngồi đi, xong ngay đây. Anh à, thật sự không làm nữa sao? Đi công tác lâu như vậy, để mẹ tôi một mình thì phải làm thế nào? Tôi có thể để cho bà ấy một mình chạy ship hàng khắp nơi trong thành phố này à? Có khí phách lại có sức hút. Không phải chứ, ở hành tinh này em phục nhất là anh. Được rồi, cái miệng này đúng là cả ngày. Thời gian cũng tương đối rồi. Về thôi. Anh đi luôn à? Anh, đi thôi. Anh xem. Được đấy, được mà. Anh, tạm biệt, đi đây. Tiểu Lưu à, chuyện phỏng vấn của thằng bé đó. Cái gì? Nó không đi. Không thể nào. Được, vậy tôi cảm ơn cậu trước. Đồ không tiến bộ này. Chị Trương, con về rồi đây. Chú Triệu cũng đến rồi à? Sao thế? Cái đó, hôm nay con đi thế nào? Không phải vừa phỏng vấn xong sao? Đợi thông báo. Vừa phỏng vấn xong. À, đợi thông báo à? Đúng ạ. Chị Trương, con đâu có đi. Con nói dối mẹ à?
Chuyện này con nói đi, lúc nào con có thể sửa được hả? Con nói dối cũng không thèm chớp mắt. Ôi trời ơi, chị làm cái gì thế? Không phải chỉ bỏ lỡ một lần cơ hội thôi sao? Sau này tôi lại tìm cho nó. Nó bỏ lỡ một lần thôi à Lão Triệu? Nó đã bỏ lỡ bao nhiêu lần rồi? Nó là lười ấy. Con lười cái gì chứ? Chuyện ship hàng đưa thủy sản cái nào con không làm đâu. Lại nói công ty đó chẳng nói gì đã muốn đi công tác từ 3 tháng trở lên. Nếu con đi rồi thì ai chăm sóc cho mẹ? Ai làm những việc này? Chị xem đi, chị xem thằng bé là hiếu thảo với chị. Được, Lý Khê Thành bằng lòng chuyển hàng phải không? Nhìn thấy chỗ hàng này không? Trước 7 giờ chuyển tới siêu thị cho mẹ. Con chuyển hàng cả đời cho mẹ đi. Chị Trương à, cháu toàn chọc mẹ cháu giận. Cháu, chú đi khuyên bảy. Đây là toàn bộ tư liệu rủi ro an toàn ở khu phố Hạnh Phúc Lý được chỉnh sửa sau hỏa hoạn. Qua điều tra, nguyên nhân quán lẩu cháy là rò rỉ khí ga tiếp xúc với vật dễ cháy gây nên vụ nổ. Do địa điểm xảy ra hỏa hoạn là khu phố cổ, nhân khẩu đông, đường nhỏ hẹp, cho nên công tác cứu hộ của chúng ta tăng thêm không ít khó khăn. Vậy thì trọng điểm của giai đoạn tiếp theo của chúng ta chính là nhắm vào rủi ro an toàn phòng cháy chữa cháy của khu phố Hạnh Phúc Lý, trọng điểm triển khai công tác kiểm tra cải cách. Người trẻ tuổi này là ai? Cậu yên tâm, sau khi tôi xuống nhất định sẽ trả cậu không thiếu đồng nào. Được không? Được. Liệu có khả năng thu nhận vào trong trạm? Trạm trưởng, tôi không kiến nghị làm như vậy. Vì sao? Trong hành động ngày hôm qua, chúng ta hoàn toàn có thể thành công cứu tất cả mọi người gặp nạn ra ngoài. Nhưng mà cậu nhóc này không nghe lời khuyên, làm liều xông vào. Hôm qua là may mắn, cậu ta cứu người ra. Nhưng một khi thất bại, mấy mạng người đó toàn bộ liên lụy. Cho nên tôi không kiến nghị nhận người thế này vào đội cứu hỏa của chúng ta. Được, tôi biết rồi. Còn nữa, mấy ngày nay là buổi kiểm tra sức khỏe tuyển dụng của hệ thống phòng cháy chữa cháy của chúng ta. Cấp trên bảo trạm chúng ta sắp xếp mấy người đi giúp. Hải Hằng, chuyện này do cậu phụ trách. Vâng. Nào, tiếp tục. Chị Trương, sao mẹ ngồi đây một mình vậy? Con còn tới nhà bếp tìm mẹ đấy. Không phải đã nói rồi sao, sáng sớm cùng nhau nấu bữa sáng. Chuyện này là sao? Nói chúng ta phòng cháy chữa cháy không đủ tiêu chuẩn, phải chờ chỉnh đốn xong, không vấn đề gì lại bán lại. Phòng cháy chữa cháy. Người anh em, chúng ta từng gặp phải không? Người Hạ Thành có ai chưa từng gặp anh? Anh vào đây bằng cách nào? Tôi à, muốn tìm trạm trưởng của các anh, hỏi xem có phải cửa hàng hải sản số 56 Hạnh Phúc Lý của chị Trương có phải bị đội cứu hỏa của anh niêm phong không? Tôi chính là phó trạm trưởng ở đây. À, tuy rằng lần hành động đó tôi không trực tiếp tham dự, không rõ nguyên nhân cụ thể trong đó, nhưng mà tôi có thể nói với anh, chỉ cần là cửa tiệm do đội cứu hỏa chúng tôi niêm phong điều tra thì nên tự mình kiểm tra kỹ lưỡng và đợi chờ kết quả thẩm tra của chúng tôi. Anh tìm ai cũng vô dụng. Đừng có đợi nữa, cả nhà của tôi đều trông chờ vào cửa hàng hải sản đó để no bụng. Bỏ đi bỏ đi, tôi đi tìm trạm trưởng. Nè, Khải Hằng. Tôi chính là lãnh đạo mà cậu muốn tìm. Tôi là trạm trưởng trạm cứu hỏa An Định, tên Ngô Trường Mậu. Nên xưng hô thế nào với cậu? Ngài chính là trạm trưởng à? Trạm trưởng, tôi đang muốn tìm ngài đây. Tên tôi là Lý Khê Thành. Lý Khê Thành. Lời vừa nãy cậu nói tôi đã nghe thấy cả rồi. Cửa hàng hải sản của chị Trương bị niêm phong điều tra là vì ở đó tồn tại vấn đề mầm họa an toàn phòng cháy chữa cháy nghiêm trọng. Chỉ có thể giải quyết mầm họa an toàn phòng cháy chữa cháy mới có thể tiếp tục buôn bán. Tôi cho cậu một đề nghị nhé. Đội ngũ cứu viện cứu hỏa của chúng tôi đang mở cuộc tuyển chọn. Tôi cảm thấy điều kiện về các mặt của cậu không tồi, không bằng cậu cân nhắc gia nhập chúng tôi, học tập một cách có hệ thống về vấn đề phòng cháy chữa cháy. Trạm trưởng, để loại người này gia nhập chúng ta sao? Anh bị thần kinh à? Anh cho rằng tôi sẽ đến chắc?
Khải Hằng, cậu đi làm việc trước đi. Anh ta ăn thuốc nổ đấy à? Anh bạn, tôi cảm thấy cậu có thể nghiêm túc cân nhắc một chút, trở thành một thành viên của chúng tôi. Không chỉ có lợi với gia đình cậu, mà cậu còn có thể có được công việc ổn định. Chỉ cần có thể thông qua huấn luyện, kiểm tra sức khỏe là cậu có thể trở thành thành viên cứu hỏa chính thức. Trạm trưởng, ông đừng có đùa nữa đi. Người nhà của tôi sẽ không đồng ý đâu. Cảm ơn nha. Cậu cân nhắc đi, nghỉ có lương. Không phải đi công tác. Kiểm tra sức khỏe ở đâu? Anh em, ra sao xếp hàng? Tôi nhìn cái thôi, nhìn cái thôi mà. Cái này. Mục nào? Lãnh đạo. Anh đi về phía kia. Cảm ơn giáo quan. Tôi... Cô quên rồi à? Tốt xấu gì tôi cũng là anh hùng thành phố, được hệ thống cứu hỏa các người công nhận. Không cho khách VIP đi đường riêng sao? Đừng gọi tôi là lãnh đạo. Trên này có ba chữ viết sai. Lãnh đạo, cô xem anh hùng cứu hỏa tôi đây không thể châm trước chút sao? Lãnh đạo, cô thật là có phong thái, giáo quan. Kiểm tra ngoại khoa đi thế nào? Ngoại khoa đúng không? Cậu ra bên kia lên cầu thang, rẽ trái, phòng thứ hai là tới. Cảm ơn, bên trên có viết rất rõ ràng. Bắt chuyện cũng không biết cách nữa, đúng là. Phó trạm Diệp, anh xem qua mấy người này đi, tôi cảm thấy cũng không tồi. Người quen này, chẳng phải anh chính là... Đưa phiếu cho tôi. Đi đi. Cô xem, đây chính là VIP. Hẹn gặp lại lần sau nha lãnh đạo. VIP của mấy người ở ngoài trời sao? Anh tới nhầm chỗ rồi. Về đi. Đội cứu hỏa chúng tôi cứu người, trước giờ không thu phí. Anh thế này là chưa chịu thôi đúng không? Tôi quả thật là không có gì để nói với anh. Nếu không phải trạm trưởng Ngô kêu tôi tới, anh cho rằng tôi chịu đến đây à? Cái gì? Được, chỉ cần tôi ở đây, anh đừng mơ vào được đội cứu hỏa. Ôi trời, anh lợi hại. Ai muốn tới đội cứu hỏa trách đó? Đúng thật là Khê Thành. Anh, em, hàng xóm. Cậu quen tôi à? Một ngày ba bữa kẹo hồ lô. Thiên Lạc. Đúng. Ôi trời, Thiên Lạc. Cậu đây không phải... Sao cậu lại trở nên thế này? Em cũng không biết. Ôi, anh Khải Hằng. Bạn cậu à? Anh Khải Hằng, đây là bạn thân từ nhỏ của em. Còn bạn thân từ nhỏ, người ta còn không nhận ra cậu. Về sau kết giao bạn bè, cẩn thận một chút. Cậu nói xem kiểu người gì thế hả? Anh ấy là áp chủ bài của đội cứu hỏa đấy. Áp chủ bài? Chỉ có thế. Sở dĩ anh ta là áp chủ bài là vì tôi không có ở đội cứu hỏa. Tôi nói cho cậu nghe, anh cậu đây chuyên trị áp chủ bài. Trạm trưởng, người này khôn khéo, ích kỷ, không tuân thủ quy tắc. Chiêu mộ người này vào đội ngũ cứu hỏa của chúng ta sẽ làm bại hoại nề nếp của chúng ta. Trạm trưởng, loại thanh niên bất hảo này, anh ta làm gì mà không được? Sao anh cứ lại nhất định đưa vào đội ngũ của chúng ta làm gì? Tôi nói cho anh nghe, anh ta chính là con sâu, sẽ làm hỏng cả nồi canh của chúng ta. Khải Hằng, không ai là hoàn mỹ. Không phải ngay từ đầu ai cũng hiểu quy tắc. Không phải, đây...
Vụ án đó vẫn chưa có manh mối à? Đã lâu vậy rồi, không chút tiến triển. Hà Nhi, sao thế? Tôi hoài nghi là có người phóng hỏa. Đã phát hiện ra cái gì? Anh xem cái này đi. Vết tích cháy của nó là từ ngoài vào trong. Kiên trì tiếp tục điều tra chuyện này, khẳng định sẽ có kết quả. Chúng ta đi thăm bà nội của người bị hại đi. Chị Trương, chị nói xem con có nên chịu ấm ức mà đi ứng tuyển làm nhân viên cứu hỏa không? Đến lúc đó con sẽ kết thân với bên trên, nó không chừng cửa hàng hải sản của chúng ta còn có thể khai trương lại. Đừng có nghĩ vớ vẩn. Con không có nghĩ vớ vẩn. Giờ tốt xấu gì mẹ cũng là mẹ của anh hùng thành phố, phải không? Tới lúc đó tổ chức ít nhiều việc cũng nhất định cho chúng ta chút ưu đãi. Con trai à, muốn làm nhân viên cứu hỏa phải không? Con có thể đi, nhưng mẹ nói cho con nghe, nếu như con mà đi thì cái cửa hàng này mẹ không mở nữa. Mẹ sẽ đi cùng con. Tự con cân nhắc đi. Bà nội, mau ngồi đi, cháu rửa giúp bà ít hoa quả. Tiểu Ôn à, mấy đứa cứ tới chăm sóc bà, trong lòng của bà ngại lắm, làm phiền các cháu quá rồi. Bà nói gì thế? Đều là việc bọn cháu nên làm. Nào, các con cũng đều thấy rồi, đội viên của đội cứu hỏa tới chăm sóc mẹ. Các con ở bên đó cứ yên tâm đi, mẹ sống rất tốt. Diệt Băng, Diệt Băng. Bà, chúng cháu đã dọn nhà vệ sinh cho bà rồi, còn đổi cái đệm chống trượt nữa. Các cháu xem các cháu kìa, mau ngồi đi, mau uống nước đi. Tới nước cũng chẳng uống. Bà ơi, không cần đâu, chúng cháu còn có việc, không ở lại lâu được. Bà có chuyện gì cứ gọi điện cho chúng cháu bất cứ lúc nào. Được được được, vậy bà tiễn các cháu nha. Bà đừng tiễn nữa, mau ngồi đi ngồi đi. Anh, nào em kính anh. Anh thật không ngờ hôm nay chúng ta có thể gặp nhau. Anh, hôm nay anh không nhận ra em thật à? Sao anh lại không nhận ra cậu được? Có phải là anh đã tự gọi tên của cậu không? Triệu Thiên Lạc. Cũng đúng, đúng không? Nào nào, thế này thì vui quá đúng không? Anh, hả? Hôm nay là lần đầu tiên em uống rượu. Lần đầu tiên à? Ừ. Con người có rất nhiều lần đầu tiên. Anh rất vinh dự. Cậu có thể trao lần đầu tiên cho anh. Cậu yên tâm, sau này chỉ cần chỗ nào có anh, không thiếu được phần rượu của cậu. Nào nào nào, anh thật trượng nghĩa, từ nhỏ anh đã khí phách như vậy rồi, còn phải nói. Thiên Lạc, hả? Vừa nãy trên đường cậu còn chưa nói xong. Tiếp tục nói với anh cẩn thận xem nào. Cậu nói xem, sách nhị đại như cậu từ lúc nào lại có thêm một chị gái xinh đẹp như vậy? Từ sau khi nhà của em rời đi nơi khác, mẹ em đã qua đời. Bố của em vài năm sau đã tìm cho em một người mẹ bây giờ. Mẹ bây giờ dẫn theo một đứa con gái, chính là chị gái em bây giờ. À, khác cha khác mẹ à?
Nhưng chị gái của em đối xử với em thế nào? Chị là rất nghiêm khắc với em. Có lúc em còn hơi sợ chị ấy. Sợ cái gì? Được cô ấy đối xử nghiêm khắc. Cậu nên hưởng thụ mới đúng. Hưởng thụ? Hưởng thụ? Ừ. Anh, có phải là anh thích chị của em không? Em có thể giúp anh theo đuổi chị ấy. Ôi Thiên Lạc, anh cảm thấy anh và chị của cậu rất có duyên phận. Chị, nè nè nè, đợi chút. Giúp anh thăm dò tình hình của địch trước đã. Tình hình địch? Người đàn ông bên cạnh đó có quan hệ gì với cô ấy? À, em vẫn luôn đến đội tìm chị ấy. Lúc nào cũng thấy hai người họ đi cùng nhau chính là quan hệ đồng nghiệp. Còn luôn đi tìm chị của cậu à? Xem ra thằng nhóc này có tà tâm. Tình hình của bên địch đã thăm dò rõ ràng. Tất cả vào vị trí, đi. Anh. Ôi trời, trùng hợp quá. Một ngày gặp hai lần, thật là có duyên phận. Chuyện gì thế này? Chị, đây là người bạn chơi với em từ nhỏ. Có phải em uống rượu rồi không? Dù có phải là bạn chơi từ nhỏ không, sau này không cho phép dẫn Thiên Lạc đi uống rượu. Ông chủ, ông chủ. Ông chủ à, nhìn thấy bàn bên kia chúng tôi gọi đó. Lên một bàn y như thế. Hôm nay ông này và cô gái đẹp này hẹn gặp nhau. Người trả tiền là anh ta, nhớ đó, là anh ta. Cảm ơn, đi đi, được được. Chị, em không làm phiền hai người hẹn hò chứ? Phó trạm trưởng là đồng nghiệp của chị. Không được nói linh tinh. Thiên Lạc, đừng nói linh tinh. Không phải đã rõ ràng rồi sao? Vừa nhìn đã biết đồng nghiệp. Hơn nữa, ngồi ở đây mặt không cảm xúc, đâu có giống hẹn hò. Phó trạm trưởng sao? Chả trách, chẳng làm được chuyện gì. Nói cái gì? Nói lại lần nữa. Không đúng sao? Làm gì vậy? Tôi uống rượu cùng anh em của tôi, không có việc gì của cô, có biết không? Đã nghe thấy chưa? Loại người gì vậy? Nghe thấy chưa? Đại ca, đại ca, đại ca, chúng ta uống nhiều rồi thì đi ngủ, sao lại đánh phụ nữ đúng không? Làm gì? Mày xen vào chuyện người khác à? Nè, ông dựa vào cái gì hả? Mày cút sang một bên, Thiên Lạc. Anh làm cái gì vậy? Mày muốn đánh nhau phải không? Làm cái gì thế? Sổ tông nha mày. Đừng có đánh nữa, bỏ xuống. Đợi đó. Đợi đó, đợi cái gì, sao nào? Chị Trương, chị Trương, chị Trương, đừng vất vả như vậy nữa. Ôi trời, con nói này, mẹ và chú Triệu kia cùng đi nghỉ phép đi, đi du lịch đi. Có con rộng lượng đúng không? Hôm nay mẹ lại vứt ba hộp rồi. Đây đâu có phải là vứt hải sản, đây là vứt tiền sính lễ để con cưới vợ đấy. Ôi trời, chị Trương, con trai của mẹ cưới vợ không cần tốn tiền. Người theo đuổi con trai của mẹ đã xếp hàng dài đến đầu đường đối diện của đối diện của ngã tư đối diện kia kìa. Thôi 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 thôi, cứ chém đi con, chém đi ha. Ngày nào cũng không làm việc nghiêm chỉnh, chỉ biết vật vờ lăn lộn ở nơi này. Chị Trương, con thật sự không vật vờ lăn lộn. Ba ngày con bận cả ngày, chủ yếu là để cửa hàng hải sản của chúng ta có thể khai trương lại lần nữa. Khai trương lại lần nữa. Khai trương lại lần nữa. Được, thằng nhóc này cứ ở đây bô bô cái miệng đi. Mẹ con mệt rồi, mẹ phải đi về ngủ đây. Ôi trời. Chị Trương, con nói thật mà. Trạm trưởng, chuyện trong trạm rất nhiều, tôi không đi được. Được rồi đó. Tôi còn không biết cậu nghĩ gì à? Tôi nói rõ với cậu, nhiệm vụ lần này là lãnh đạo cấp trên đích thân điểm danh cậu và Lý Khê Thành cùng quay phim. Một nhân viên cứu hỏa ưu tú và một thanh niên bình thường dũng cảm xông vào biển lửa. Điều lệnh của đội cứu hỏa chúng ta quy định thế nào?
cấp dưới nhất định phải kiên quyết chấp hành mệnh lệnh và báo cáo tình huống chấp hành cho lãnh đạo. Nếu như cho rằng mệnh lệnh và tình hình thực tế không phù hợp nhau, có thể đưa ra đề nghị. Nhưng trước khi lãnh đạo chưa thay đổi mệnh lệnh, phải kiên quyết chấp hành, không thay đổi mệnh lệnh.